Bài đại chúng thở và mỉm cười. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Hôm nào mình tiếp tục mình giới thiệu, nếu không giới thiệu nhiều là hết thì giờ. Sáng nay trong khi thực tập thiền hành ở trong vườn bưởi của chùa Đình Quán thì tôi có nhặt được bốn viên sỏi. Và tôi có ý cống hiến cho quý vị một cái phép tu gọi là thiền sỏi, mà người lớn làm cũng được, mà người trẻ càng làm cũng được. Cố nhiên là nhiều vị có cái sâu chuỗi, có cái sâu hạt chuỗi, tràng hạt, có thể thực tập được. Nhưng mà nếu mà mình không có tràng hạt, hoặc là đến đâu mình quên tràng hạt đó, thì mình có thể nhặt một vài hạt sỏi để mà tu. Khi mình có được 10 phút hay 15 phút đó, thì mình ngồi lại và mình lấy trong túi ra mấy hạt sỏi, mình để trong sân tay trái. Rồi mình nhặt một hạt sỏi, mình để lên trên lòng bàn tay. Và mình đặt tên cho hạt sỏi. Mình có 4 hạt sỏi. Cái hạt đầu mình đặt tên nó là đã về, đã tới. Đã về, đã tới. Cái hạt sỏi thứ hai mình đặt tên cho nó là bây giờ, ở đây. Hạt sỏi thứ ba mình đặt tên cho nó là vững chãi, thảnh thơi. Và hạt sỏi thứ tư mình đặt tên cho nó là quay về nương tựa. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Mình có một bài hát để giúp cho mình thuộc 4 cái chữ đó, 4 cái tên đó của 4 hạt sỏi. Thì mình cầm cái hạt sỏi lên, mình nhìn nó và mình mỉm cười. Hạt sỏi đầu mà cái tên của nó là đã về, đã tới. Và làm thế nào để thực tập đã về, đã tới? Đưa nó lên, mình nhìn nó và mình mỉm cười. Mình biết đây là hạt sỏi đầu, nó có tên là đã về, đã tới. Đã về, đã tới là một cái phương pháp thực tập rất là mầu nhiệm. Hiện bây giờ chúng tôi đang thực tập đã về, đã tới. Tại vì nhiều người trong chúng ta không có khả năng an trú được trong cái giây phút hiện tại. Chúng ta luôn luôn nghĩ tới tương lai, nghĩ tới ngày mai, lo sợ, không biết rằng ngày mai mình sẽ ra thế nào. Và mình tin rằng cái hạnh phúc của mình nó không có thể có được trong giây phút hiện tại, nó chỉ có thể nó có được ở trong tương lai thôi. Cho nên phần lớn chúng ta bỏ hiện tại và chạy về tương lai. Đó là sự thật. Ngồi đây nhưng mà không có hạnh phúc ở đây, cái đầu nghĩ tới ngày mai ở nơi khác. Có những người thì để cho quá khứ nó ám ảnh và mình tiếc nuối quá khứ, hay mình sầu đau về quá khứ. Cái tiếc nuối đó với cái sầu đau đó là một cái thứ ngục tù, nó giam hãm mình, nó không có cho phép mình sống được cái giây phút hiện tại. Thành ra nếu chúng ta nhìn quanh, chúng ta thấy sẽ thấy rằng có những người họ bị quá khứ giam hãm, và có những người khác lại bị tương lai lôi kéo. Quý vị thử nhìn xung quanh xem, sẽ thấy có những người
không có thể nào thoát ly ra khỏi quá khứ. Cứ nhớ thương hoặc là ân hận hoặc là tiếc nuối quá khứ, và quá khứ trở thành một cái ngục tù. Đối với những người đó, họ không có thực sự sống. Tại vì Đức Thế Tôn có dạy rằng quá khứ đã đi qua và tương lai thì chưa tới. Chỉ có một giây phút trong đó mình có thể sống thực sự được là giây phút hiện tại. Quá khứ đã đi qua và tương lai thì chưa tới. Có những người bị quá khứ nó ám ảnh, nó giam hãm. Có những người bị tương lai nó thu hút, không có khả năng sống an lạc hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Ngồi chưa nóng chỗ thì đã phải nhóm dậy và đi như là bị ma đuổi, không có cái an lạc, không có hạnh phúc, không có sống được sâu sắc những cái giờ phút của sự sống hàng ngày. Tương lai nó làm cho mình lo lắng, nó làm cho mình xôn xao. Ngồi đây trong giây phút hiện tại mà mình cứ nghĩ tới ngày mai, không biết phải làm thế nào, phải đối phó như thế nào, những khó khăn nào sẽ xảy ra cho mình trong tương lai. Và vì vậy cho nên mình không có an trú được trong hiện tại. Mà hầu hết chúng ta đều như vậy. Ví dụ như khi mình uống một chén trà, thì nếu mình không phải là người tu, thì trong khi uống trà mình có thể bị quá khứ nó ám ảnh. Mình nghĩ tới quá khứ, sầu thương, tiếc nuối, hối hận, và mình đâu có tiếp xúc được thực sự với là cái hương trà, với cái vị trà. Trà có đó cũng như là không có. Và vì vậy cho nên mình phải dứt khoát thoát ra cái quá khứ, thì đó là một điều kiện để mình có thể tiếp xúc với là cái màu nhiệm của hương trà, của vị trà. Hoặc giả là mình đang bị tương lai nó lôi kéo, mình nói trời ơi không biết ngày mai làm sao, điện chưa có sửa, tiền nhà chưa có trả, còn thuế nữa, còn cháu nó không biết làm sao. Mình cứ vì vậy cho nên tay mình nâng chén trà, nhưng mà cái tâm của mình nó rong ruổi về tương lai, nó lo lắng, nó sợ hãi. Và vì vậy cho nên mình cũng không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Và Đức Thế Tôn có dạy rằng là chúng ta có thể sống hạnh phúc được trong giây phút hiện tại. Nguyên văn bằng tiếng Phạn là Vista Dharma Sukha Vihara, mà dịch ra tiếng Hán Việt là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là giây phút hiện tại, những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Hiện pháp lạc trú, lạc trú có nghĩa là sống hạnh phúc, lạc là hạnh phúc, trú là sống. Và Đức Thế Tôn xác định là trong giây phút hiện tại mình có thể có hạnh phúc được, mình không cần phải đi về tương lai mới có hạnh phúc. Và phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng hạnh phúc làm gì có được trong giây phút hiện tại, may ra thì nó sẽ có trong tương lai. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta tin như vậy, cho nên chúng ta dẫm lên hiện tại, giày xéo lên hiện tại mà chúng ta đi. Chúng ta hy sinh hiện tại cho tương lai. Quý vị nhìn lại coi, và nhìn lại xung quanh coi, có biết bao nhiêu người đang hy sinh hiện tại cho tương lai, không có khả năng sống hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Trong khi đó thì giáo lý của Đức Thế Tôn là nói: con đừng có để tâm chìm đắm trong quá khứ, con đừng có để tâm lo lắng cho tương lai, con hãy trở về với giây phút hiện tại và sống sâu sắc cái giờ phút đó. Trong giờ phút đó con có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống, ví dụ như là trời xanh, mây trắng, thông reo, hoa nở. Em bé đang ngồi trước mặt mình đẹp như một thiên thần. Tất cả những cái màu nhiệm đó có sự sống,
mình không có tiếp xúc được, tại mình bị quá khứ nó lôi kéo và tương lai nó lôi kéo. Và cái giáo lý hiện pháp lạc trú đó là một giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy là nếu mình thực tập ba quy và năm giới cho vững chãi thì mình có thể thấy được hạnh phúc có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Tôi tin chắc là quý vị đã nghe đến tên của một vị cư sĩ ngày xưa đệ tử của Đức Thế Tôn, đệ tử rất là yêu quý Đức Thế Tôn, tức là ông Cấp Quan Độc. Tên ông tiếng Phạn là Anattapindika. Chính ông ta đã cúng dường tu viện kỳ viên cho Đức Thế Tôn để làm cái cơ sở tu học tại tại nước Xá Vệ. Ông Cấp Quan Độc Anattapindika là một thương gia rất là giàu có, nhưng mà ông là một người rất có lòng. Ông để ra một phần của tài sản và một phần quan trọng của cái thì giờ của ông để giúp cho những người neo đơn, nghèo khổ, bơ vơ, mồ côi. Và ông làm công việc đó với rất nhiều hạnh phúc. Và ông càng thương, càng giúp người nghèo, người cô đơn, người già cả, thì công việc làm ăn của ông càng ngày càng phát đạt, là như vậy đó. Bỏ thì giờ ra, bỏ tiền bạc ra để giúp người mà càng ngày càng giàu. Tại vì người ta thương đó, người ta tin, người ta thương mình. Bởi vì vậy cho nên ông Cấp Quan Độc thành công lắm, đứng về phương diện từ thiện xã hội và về phương diện kinh doanh. Và một hôm đó ông được gặp Đức Thế Tôn. Và khi nghe nói tới cái danh hiệu Đức Thế Tôn thì ông rúng động. Và ông chờ cho đến trời sáng để đi gặp Đức Thế Tôn. Và sau đó được gặp Ngài, ông mời Ngài về nước của ông, tức là nước Xá Vệ, để mà hành đạo. Và Đức Thế Tôn chấp nhận, và ông Cấp Quan Độc đã về trước đi tìm một cái cơ sở để làm nơi, để làm một trung tâm tu học cho Đức Thế Tôn và giáo đoàn của Ngài. Và ông đã mua được cái vườn, một cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, và đã cống hiến cái sở đất đó cho Đức Thế Tôn để làm trung tâm tu học cho các thầy, các sư phụ. Thì ông Cấp Quan Độc tuy là một thương gia và công nghiệp rất lớn, nhưng mà không có tuần lễ nào ông không có đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ông có bận rộn quá, công việc nhiều thì nhiều, nhưng ông vẫn có thời giờ để ông giúp người nghèo. Công việc nhiều thì nhiều, ông vẫn có cái thời giờ để đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và ông đã giúp cho người vợ và ba đứa con cũng đi theo, cũng theo Đức Thế Tôn để thực tập. Ông có một đứa con trai, nó rất là không muốn đi nghe thuyết pháp, và ông phải dùng cái phương pháp khéo léo để làm cho nó làm quen với Đức Thế Tôn và yêu chuộng cái pháp môn của Đức Thế Tôn. Ông nói: con trai của bố ơi, hôm nay bố trong người không được khỏe, bố rất muốn đi tu viện Cấp Quan Độc để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà bố không đi nghe được. Con có thể đi nghe giùm bố không? Con đi nghe đi. Con chỉ cần ghi nhớ một câu thôi về nói cho bố nghe thì bố sẽ tặng con 100 đồng. Ông tin, ông dùng cái phương tiện đó. Thì đứa con nó rất cần tiền để nó đi chơi. Đứa con trai rất cần tiền để đi chơi. Đây không phải là chuyện đời xưa đâu nhé. Bây giờ cũng còn nhiều chàng trai như vậy đúng không? Không muốn đi chùa, không muốn nghe pháp, chỉ cần có 100 đồng
100 euro hay là 100 đô la gì đó để mua cái này mua cái kia đi chơi. Thì anh chàng mới nói rằng mình tới đâu cần ngồi nghe hết cả bài pháp thoại của Đức Thế Tôn, mình chỉ cần nghe một vài câu rồi ghi lại rồi đem về là mình lãnh được 100 đồng rồi. Thì cậu ta làm như vậy. Nhưng mà khi mà tới tu viện cấp độc, được tiếp xúc với Đức Thế Tôn, được tiếp xúc với tăng đoàn, thì trái tim của người con trai đó nó mở ra. Và vì vậy cho nên khi mà về thì xấu hổ quá, bây giờ mình đi nghe pháp mà về lấy tiền công thì kỳ quá, cho nên thôi bố ơi con không lấy tiền bố đâu, con tới như vậy con có lời lạc rồi. Và ông cấp cô độc đã dùng cái phương tiện quyền xảo đó để đưa con đi vào trong cái truyền thống đạo đức của tâm linh. Thì có một hôm đó ông Xá Lợi Phất, ông cấp cô độc đến thăm Đức Thế Tôn, và ông đem theo mấy trăm người bạn trong giới doanh thương, tại vì bạn của ông toàn là những nhà doanh thương rất là giàu. Và ông đưa hết tất cả các bạn đó tới thăm Đức Thế Tôn. Ông muốn cho các bạn trong giới doanh thương cũng được thấm nhuần cái giáo pháp đó, tại vì ông thấy rằng những người này họ giàu thật nhưng mà họ bận rộn quá đi, và trong gia đình họ có sự lộn xộn. Vậy vậy cho nên đưa họ tới gặp Đức Thế Tôn và nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì sẽ đỡ cho họ nhiều lắm. Thì hôm đó ông có vô độc đem các bạn tới, trước khi gặp Đức Thế Tôn thì tới gặp Thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất là một đệ tử lớn của Bụt, của Đức Thế Tôn. Thầy Xá Lợi Phất là một người xuất gia, nhưng mà đối với ông Cốc Cô Độc á, thì thầy coi như một người bạn rất là thân. Tại vì thầy Xá Lợi Phất đã có cơ hội đi bộ với ông Cốc Cô Độc từ thành Vương Xá mà về tới thành Xá Vệ. Tại vì Đức Thế Tôn đã cho phép thầy Xá Lợi Phất đi với ông Cấp Cô Độc về để chuẩn bị cho chuyến đi hành đạo của Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên trên đường đi hai người đã nói chuyện với nhau, và hai người đã trở thành ra một đôi bạn rất là thân thiết. Đó là thầy Xá Lợi Cấp Cô Độc. Thì sáng hôm đó ông Cấp Cô Độc mới đưa 400-500 vị thương gia tới để thăm thầy Xá Lợi Phất. Và sau khi được thầy giá Xá Lợi Phất giảng dạy về pháp môn tu tập, thì Xá Lợi Phất đưa tất cả mấy trăm người đi gặp Đức Thế Tôn. Và trong cái cơ hội này Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho họ nghe, và những lời pháp của Đức Thế Tôn đã được ghi lại trong một cái kinh gọi là Kinh Người Áo Trắng. Kinh Người Áo Trắng, quý vị, người áo trắng là người gì không? Là người cư sĩ đó. Còn người tu là người áo nâu, có khi là áo vàng. Thì Kinh Người Áo Trắng nó có trong sách Thiền Môn Nhật Tụng năm 2000. Nó cũng có trong sách Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn. Nhà xuất bản Tôn Giáo vừa mới cho ấn hành cuốn Nhật Tụng Thiền Môn 2000 á. Nếu quý vị thỉnh thì quý vị thấy có Kinh Người Áo Trắng ở trong đó. Kinh Người Áo Trắng nó có trong nguyên bản chữ Hán và trong nguyên bản tiếng Pali. Và trong nguyên bản chữ Hán thì nó có tên là Ưu Bà Tắc Kinh. Ưu Bà Tắc Kinh nó không phải là Ưu Bà Tắc Giới Kinh đâu, hai kinh nó khác nhau. Thì trong kinh đó Đức Thế Tôn nhắc lại cái cụm danh từ hiện pháp lạc trú tới 5 lần. Đức Thế Tôn lặp lại cái danh từ hiện pháp lạc trú tới 5 lần. Hiện pháp lạc trú là quý vị có khả năng, có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, không có cần phải đi về tương lai mới có hạnh phúc. Và cái giáo pháp lạc trú đó rất là căn bản, rất là mầu nhiệm.
Nhưng mà ở các chùa chúng ta ít nhắc tới, đó là một điều rất là đáng tiếc. Hiện pháp lạc trú là ta có khả năng sống hạnh phúc an lạc được ngay trong giờ phút hiện tại, không cần đi về tương lai mới có hạnh phúc. Trong khi đó thì phần đông đều đang chạy rầm rập đi về tương lai và bỏ mất sự sống trong giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên cái hạt sỏi đầu tiên đó, là để nhắc nhở mình cái giáo pháp hiện pháp lạc trú, và cái tên của nó là đã về đã tới. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về với giây phút hiện tại, con đã tới giây phút hiện tại, con không còn chạy nữa. Tại vì chúng ta đã chạy suốt đời, đôi khi bố mẹ chúng ta cũng đã suốt đời chạy về tương lai, lo lắng suốt đời, chưa có bao giờ có khả năng dừng lại để sống sâu sắc cái giây phút hiện tại và tiếp xúc với tất cả những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại rất là uổng. Thì chúng ta có những pháp môn rất là dễ làm, như là thở có chánh niệm, hơi thở chánh niệm, an man thủ ý đó. Hơi thở có ý thức, trong khi chúng ta thở vào thở ra có ý thức đó, thì chúng ta đưa cái tâm nó trở về với cái thân. Mà khi mà thân với tâm hợp nhất rồi thì chúng ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mà khi mà chúng ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại thì chúng ta tiếp xúc được với bông hoa, với trời xanh, với mây trắng, với những người thương của chúng ta đang có mặt, và hạnh phúc tự nhiên nó tới. Bây giờ tôi đề nghị quý vị chiều nay về lấy một cái tờ giấy, một cái bút, và ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, chứ không phải là chưa có, mình đang có. Coi thử là có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, đã có mà mình không có biết sử dụng. Tại vì trong tâm mình cứ nghĩ rằng hình như là mình chưa đủ điều kiện hạnh phúc, mình phải có cái này nữa, mình phải có cái kia nữa mới có hạnh phúc, phải có thêm một chiếc xe nữa, phải có thêm một căn nhà nữa, phải có thêm một cái bằng cấp nữa, phải có thêm cái này nữa, cái kia nữa thì mới có hạnh phúc. Mình cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thực sự Đức Thế Tôn dạy rằng những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có, nó dư sức để cho mình có hạnh phúc ngay bây giờ. Và quý vị chiều nay thử làm cái bài tập đó của Đức Thế Tôn coi. Lấy tờ giấy ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Nếu mà tôi muốn ghi vào xuống những cái điều kiện hạnh phúc của tôi đang có thì một tờ giấy nó không đủ. Có thể là một cuốn tập 100 trang mới có thể đủ được. Nó nhiều lắm. Và vì vậy cho nên tôi có rất nhiều hạnh phúc. Tuổi tôi đã cao rồi. Và có một năm đó con mắt tôi không có nhìn thấy rõ nữa. Tôi nhìn các vị đệ tử tôi chỉ thấy mờ mờ thôi, cái hình dáng thôi. Và may mắn có bác sĩ Tuyết Mai đã mổ con mắt bên phải của tôi. Và sau đó thì tôi nhìn mọi người tôi thấy rất là rõ. Và tôi giữ cái ý thức lại được. Mỗi khi tôi nhìn cái gì thì tôi nhớ rằng mình có con mắt mới, con mắt sáng, có thể thấy rõ từng nét, chứ không phải là mờ mờ như là ở trong sương mù như là ngày trước. Và sau đó 2 năm tôi được mổ thêm một con mắt thứ hai nữa. Vì hiện bây giờ 2 con mắt tôi rất là sáng. Tôi có thể thấy được các vị với tất cả những cái chi tiết, những cái đường nét chi tiết. Và tôi có cái niềm biết ơn rất là sâu sắc với cái sự kiện là tôi đang có 2 mắt sáng. 2 mắt sáng là một trong những điều kiện hạnh phúc của tôi. Nếu có 2 mắt sáng thì mình chỉ cần mở mắt ra thì mình thấy được tất cả mọi màu sắc, mọi hình ảnh. Nó có một cái thiên đường của màu sắc của hình ảnh, mà mình chỉ cần mở 2 mắt ra thì tiếp xúc được với thiên đường đó. Bao nhiêu là cái đẹp, trời xanh, mây trắng, em bé. Mà nếu 2 con mắt mình mà mù thì mình đâu tiếp xúc được. Vậy thì mình có thể nói rằng có 2 con mắt đang tốt, đang sáng là mình có một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người đâu có hạnh phúc gì đâu, có 2 mắt sáng cũng có hạnh phúc. Phải đợi chờ đến khi mà mình bị mờ mắt hay là mù mắt thì mình nói trời đất ơi,
giá mà mình có hai con mắt sáng thì mình có thể nhìn thấy được mặt của người thương. Giá có hai con mắt sáng thì mình có thể thấy được cành hoa đào, hay là cây kim quất, hay là cây cau. Nhưng mà lúc đó thì trễ rồi. Và vì vậy cho nên trong giây phút hiện tại mình phải nhớ rằng mình có hai mắt sáng và mình còn hạnh phúc chán. Nhưng mà ngoài hai con mắt sáng mình còn có gì nữa? Mình có một trái tim đang vận hành một cách rất bình thường. Trái tim của mình đó, nó làm việc suốt đêm ngày để cho mình sống thoải mái, an lạc. Mình có đi ngủ, nhưng mà trái tim mình đâu có được đi ngủ, nó phải làm việc như vậy. Và có được một trái tim nó hoạt động bình thường là một cái hạnh phúc rất là lớn. Có những người bị bệnh đau tim á, không biết bị đứng tim lúc nào. Và những cái người có cái bệnh tim đó, cái ước muốn sâu sắc nhất của họ là có một trái tim bình thường như là trái tim của những người khác. Thì hiện bây giờ quý vị đang có cái trái tim đó đó. Và quý vị có hạnh phúc với trái tim đó không? Đưa cái bàn tay sờ trái tim, nói rằng: tim ơi, ta rất cảm ơn ngươi. Ngươi không có vấn đề gì hết. Ngươi là một trong những điều kiện hạnh phúc của ta. Ta cảm ơn ngươi. Đó là thiền đó. Thiền không có khó như quý vị tưởng đâu. Khi mà thở vào thì quý vị nói rằng: thở vào tôi biết rằng tôi có hai mắt sáng. Thở ra tôi mỉm cười hạnh phúc với hai con mắt sáng của tôi. Đó là chánh niệm, đó là ý thức. Tại vì đó là mình tiếp xúc với một điều kiện hạnh phúc. Rồi mình tiếp xúc với điều kiện hạnh phúc thứ hai: thở vào tôi biết rằng trái tim tôi đang có đó và đang hoạt động rất bình thường. Thở ra tôi mỉm cười ưu ái và biết ơn trái tim của tôi. Và nếu mà mình có chánh niệm, có ý thức như vậy thì mình sẽ không có làm khổ trái tim mình. Có những người trong chúng ta uống rượu quá nhiều, hút thuốc quá nhiều, lo lắng quá nhiều, và như vậy chúng ta đang làm hại cho trái tim của chúng ta. Chúng ta không có biết trân quý những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Nếu mà chúng ta ý thức được rằng chúng ta có một trái tim, nó cần sự nâng đỡ của chúng ta, thì chúng ta ngưng uống rượu liền lập tức, ngưng hút thuốc liền lập tức, ngưng ăn chất béo quá nhiều liền lập tức. Và chúng ta phải có từ bi với trái tim của chúng ta. Và nếu mà quý vị đi từ trên đỉnh đầu đi xuống dưới gót chân thì quý vị sẽ tiếp xúc được với rất nhiều điều kiện của hạnh phúc nó có ở trong thân của chúng ta. Và nếu quý vị nhìn xung quanh thì quý vị cũng thấy có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Ví dụ như không khí của mình đang còn trong lành, mình có thể hít vào thở ra một cách thoải mái. Có những vùng mà không khí rất là ô nhiễm. Có những thành phố lớn như thành phố Los Angeles, có những cái ngày mình thở vào mình ngộp, không khí rất là ô nhiễm. Có những cái dòng nước, dòng sông chết, nước ở trong đó rửa mặt cũng nguy hiểm nữa, chứ đừng có nói uống. Tại vì người ta đã đổ xuống rất nhiều chất độc hóa học. Trong khi đó dòng sông của mình vẫn còn trong, mình có thể bơi lội trong đó, mình có thể múc nước ở trong đó để uống. Đó là những điều kiện hạnh phúc. Và khi mình biết đó là điều kiện hạnh phúc, mình lại có cơ hội bảo vệ nó. Mình không có làm ô nhiễm cái dòng sông đó. Mình không có làm ô nhiễm cái không khí đó. Vì vậy cho nên cái phép tu gọi là phép tu chánh niệm. Chánh niệm là biết được những cái gì đang có mặt, đang xảy ra. Cái gì đang có mặt? Cái đang có mặt là tôi đang có hai con mắt còn tốt, còn sáng. Và tôi rất hạnh phúc có được cái điều kiện đó của hạnh phúc. Cái đang có mặt là tôi đang có một trái tim nó vận hành bình thường và tôi rất biết ơn trái tim của tôi. Và tôi có một lá gan, nó không có bị sơ, nó lọc được những cái chất độc ở trong cơ thể. Vì vậy cho nên tôi nguyện không có uống rượu, tại vì nếu tôi biết rằng tôi uống rượu nhiều nó sẽ làm hại cái gan của tôi, và cái gan, lá gan của tôi sẽ không có cái khả năng lọc máu cho cơ thể. Và khi mà quý vị cầm cái tờ giấy đó và ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc của mình, ví dụ như tôi có cặp mắt sáng, tôi có trái tim tốt, mà nếu quý vị tiếp tục đó, thì quý vị sẽ thấy rằng một trang không đủ, rồi hai trang cũng không đủ.
cái người đang sống ở trong cùng nhà máy gia đình của mình là ai, mình còn mẹ không? Nếu mình còn mẹ đang sống với mình, đó là một điều kiện rất lớn của hạnh phúc. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, rất là ngon, rất là ngọt. Mà nếu mà mình lo danh lo lợi mà bỏ quên mẹ đi, để cho mẹ bơ vơ, thì mai này mình sẽ tiếc nuối. Vì vậy cho nên mẹ có mặt ở trong gia đình, mình được còn được, mình còn được sống với mẹ, thì mẹ là một trong những điều kiện lớn của hạnh phúc. Mẹ là một món quà lớn nhất một trời đất đã ban phát cho mình. Mà nếu mình vô tâm, mình quên lãng, mình để cho cái tâm mình bị xâm chiếm bởi lo lắng, sợ hãi, buồn thương, danh vọng, quyền hành, thì mình bỏ mất, mình có sống được, mình tiếp xúc được với cái điều kiện hạnh phúc đó. Con mình nó đang được sống với mình này, mai mốt đó, nó có thể đi lấy chồng hoặc là đi cưới vợ, nó sống xa mình. Nhưng mà bây giờ nó càng trẻ, nó đang còn ở với mình. Vì vậy cho nên mình trân quý cái sự có mặt của con mình trong giây phút hiện tại. Người thương của mình đang sống với mình, người đó đang còn khỏe mạnh. Tưởng tượng người đó bị tai nạn xe hơi hay bị bệnh tật mà chết đi, thì mình đau khổ biết chừng nào. Vì vậy cho nên nhìn người thương, thở vào, tôi biết người thương của tôi đang còn có mặt đó. Thở ra, tôi mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn rằng cái người thương của tôi đang có mặt đó. Và sống như vậy tức là sống có chánh niệm, sống như vậy tức là sống có hạnh phúc. Tại mình biết công nhận những cái điều hạnh phúc, những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mà những điều kiện hạnh phúc của tôi đang có là nó vô số, 100 trang cũng không có ghi xuống hết. Mà khi mà điều kiện hạnh phúc đã nhiều như vậy rồi, thì tại sao phải đi kiếm thêm một vài điều kiện khác? Nó dư sức để cho mình có hạnh phúc rồi. Người Pháp họ có một bài hát tên là anh còn đợi gì mà không có hạnh phúc liền bây giờ đi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Thì bài hát đó rất là hay. Thì Đức Thế Tôn dạy hiện Pháp Lạc Trú là đừng có đợi vào tương lai mới có hạnh phúc, phải hạnh phúc liền bây giờ. Và ví dụ bây giờ tôi hỏi quý vị câu hỏi này: cái giờ phút nào trong đời quý vị mà quý vị cho là giờ phút tuyệt vời nhất? Đó là công án thiền đó. Quý vị đã bao nhiêu tuổi rồi? 20, hay mới 15, hay đã 40, hay đã 60, hay đã 70? Nhìn lại đi, giây phút nào là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình? Nó đã tới chưa? Hay là nó chưa?